hộ cứu nạn là nhiệm vụ đặc biệt đòi hỏi sự khẩn trương, quyết liệt và kiên cường của người chiến sĩ công binh. Do đó, chúng tôi luôn luôn phải rèn luyện sự nhanh nhẹn, khẩn trương và hiệp đồng chặt chẽ với nhau. Kỹ năng của chúng tôi là vô cùng cần thiết. Nó quyết định đến việc sử dụng hiệu quả trang bị phương tiện để cứu hộ cứu nạn trong điều kiện hết sức khẩn trương và quyết liệt vì tính mạng của nạn nhân và để đảm bảo an toàn cho chính chúng tôi khi làm nhiệm vụ. Để hoàn thành được nhiệm vụ, chúng tôi luôn tích cực huấn luyện, sử dụng thành thạo các loại trang bị phương tiện cứu hộ cứu nạn để bảo đảm sẵn sàng cơ động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đầy đủ rồi và bây giờ thì họ sẽ cùng bước vào thử thách tiếp theo của chiến sĩ 2020 phiên bản đồng đội tuần này được mang tên Hiệp Đồng. Thử thách để chuẩn bị cho phần đầu tiên của Hiệp Đồng. Nó có tên là chống đẩy buộc dây ghim. Ở vị trí xuất phát, chiến sĩ mà được cử ra sẽ phải chống đẩy 15 cái. Sau đó thì sẽ cuốn dây thừng ở đây ạ. Và cái người mà thực hiện thao tác ghim thì sẽ là tân binh. Tôi rất thích đội hình mà các tân binh đã lựa chọn cho mình. Có thể thấy rằng là Trịnh Thảo đã lựa chọn những đồng chí có chiều cao và cân nặng rất ấn tượng. Đội hình của Trịnh Thảo có thể gọi là đội hình chữ M. Còn Quỳnh Lương thì đã luôn là người rất là sắc sảo trong việc lựa chọn và bạn ấy có lý do. Thế còn Will thì đúng là như là ba anh em trong một nhà, rất là đồng đều. Tiêu chí của em chọn là do duyên. Do duyên à? Duyên số đưa đến với nhau. Thế mà lại tìm được ngay đồng chí cực kỳ giỏi võ là Tuấn Anh, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi đã có một thử thách để chuẩn bị cho phần đầu tiên của Hiệp Đồng ngày hôm nay rồi. Nó có tên là chống đẩy buộc dây ghim. Cụ thể là ở vị trí xuất phát thì chiến sĩ mà được cử ra ngay bây giờ ấy, sau sự họp bàn của các đồng chí ạ, sẽ phải chống đẩy 15 cái. Sau đó thì sẽ cuốn dây thừng ở đây ạ, đúng không ạ? Vào vị trí của cột để ghim. Và cái người mà thực hiện thao tác ghim thì sẽ là tân binh. Với sự hướng dẫn bằng lời nói của cái người vừa mới cuộn dây vào. Và bây giờ là lúc mà ba tân binh sẽ lựa chọn ra chiến sĩ của đội mình thực hiện phần chơi này cùng với mình. Xin mời. Ủa sao không ai hợp vậy? Có họp nhưng mà người ta họp nhanh. Tôi thấy như Trịnh Thảo dễ. Mình đồng chí nào cũng to cao khỏe mạnh đúng không? Dạ ai vâng. Cũng được ấy. Dạ thế vâng. Bạn chọn ai? Dạ đây ạ. To nhất ạ. Đồng chí Hồng Định. Đúng không? Rồi. Em trước. Và bên phía Quỳnh Lương là đồng chí Vinh. Đúng không? Và bên phía kia tôi đoán là Tuấn Anh. Không. À không à? Thế thì là Will rồi. Không. Sao mọi người can đảm khi chọn em vậy? Ai? Đồng chí Trọng Bách. Và bây giờ xin mời các đồng chí vào vị trí. Thử thách chống đẩy buộc dây ghim. 3, 2, 1 bắt đầu. 1 đồng chí Bách. Đồng chí Bách. 4 cố lên ơi. Cố lên. 4 5 15 rồi. Nào, cố dây. Rồi xin mời di chuyển. Nào bây giờ buộc dây ghim như thế nào? Kéo này. Đúng, bằng vô, ngửa, cứ định ngửa nha. Cầm lấy cái đầu rồi, cầm cái đầu. Đúng rồi, luôn, rồi, đúng. Không, xong. Wow, Will đã hoàn thành xong. Trịnh Thảo xong chưa? Xong. Quỳnh Lương thì vẫn đang múa với cả dây. Chắc, tay này đưa lên nắm cục dây này luôn. Đây, đúng rồi. Đây. Ui trời anh. Như vậy là ba đội chơi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Bây giờ thì chúng tôi cũng rất vui khi được chào đón trên sân khấu Trung tá Trần Đình Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9. Và đồng chí cũng sẽ là người đánh giá chuyên môn. Tôi nghĩ rằng cả ba đồng chí đều xứng đáng là lực lượng của Công binh và Sông Quân khu 9.
đặc biệt là đội của đồng chí Will nút buộc thắt cổ chai rất là đúng kỹ thuật, và trong tình huống mà vượt sông, bộ đội bảo đảm vượt sông thì nút buộc này rất là tốt. Và mặc dù thì có về sau nhưng mà đội của Quỳnh Hương cũng rất là xuất sắc. Và tôi đặc biệt ấn tượng với cả đồng chí công binh vượt sông có vóc người nhỏ bé này, nút buộc cũng rất tuyệt vời. Đồng chí về thiêu nhì và xin chúc mừng đội Will đã giành chiến thắng. Đại diện bên đội của Will cũng đã ghi tên mình vào vòng tiếp theo của cuộc chơi rồi. Cơ hội vẫn còn cho đội của Quỳnh Lương và Trịnh Thảo. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với thử thách tiếp theo. Tìm xử lý bom mìn là nhiệm vụ thời chiến trong thời bình, đòi hỏi phải có bản lĩnh vững vàng, lòng dũng cảm, sự khéo léo, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Với mỗi người lính công binh khi thực hiện nhiệm vụ xử lý vật liệu nổ và bom mìn, không bao giờ tồn tại khái niệm sửa sai. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là mỗi lần các chiến sĩ công binh phải đối mặt với khó khăn, thậm chí ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bằng những khối óc, bàn tay khéo léo, lòng dũng cảm và cả trái tim đầy nhiệt huyết, trong nhiều năm qua, họ đã giả phá thu gom được hàng nghìn tấn bom, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, góp phần biến những vùng đất chết trở thành khu dân cư, canh tác chủ phú. Xứng đáng với truyền thống mở đường thắng lợi mà Bác Hồ đã tặng cho bộ đội công binh Việt Nam anh hùng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách tiếp theo liên quan tới kỹ năng và được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ tại Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9. Và đó chính là thử thách mang tên gọi mang mặc bộ trang bị cứu hộ cứu nạn. Cụ thể thử thách này dành cho các đội chơi như thế nào thì Trung tá Trần Đình Công sẽ giải thích cho chúng ta biết ạ. Trang bị cứu hộ cứu nạn là bộ trang bị rất cần thiết cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị công binh chúng tôi khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao và ô nhiễm khói độc. Bộ trang bị này gồm có thiết bị thở IDC 6.8 và bộ quần áo chống cháy. Và thử thách này thì người chơi sẽ phải mang thiết bị thở IDC 6.8 đúng kỹ thuật và mở bình khí oxy, bình dưỡng khí để có thể thở trong môi trường ô nhiễm khói độc và nhiệt độ cao. Sau đó sẽ mang mặc bộ quần áo bằng vải hợp kim nhôm có tác dụng chống cháy, chống nhiệt. Và người được mặc bộ trang bị này không ai khác chính là các tân binh. Người còn lại trong đội các bạn sẽ là người hỗ trợ cho các tân binh để có thể mặc được bộ trang bị này. Vâng, và tiêu chí của chúng ta cũng tương tự như vòng thử thách trước ạ, đó là nhanh và đúng kỹ thuật. Trong phần thử thách này thì những chiến sĩ của các đội được trợ giúp đầu tiên là bằng sự hướng dẫn lời nói. Thứ hai là duy nhất được trợ giúp bằng tay chân, đó là khi mà mở cái van oxy để cho các tân binh có thể thở được với cái thiết bị khí thở. Và hãy cùng xem là các bạn ấy sẽ thực hiện như thế nào. 3, 2, 1, bắt đầu! Đúng không ạ? À, đây là hợp kim nhôm. Đây là nó nhìn phát là biết ngay là có kim loại đúng không ạ? Thường thì một chiến sĩ ở Lữ đoàn Công binh 25 của chúng ta sẽ phải huấn luyện cái nội dung này trong bao nhiêu lâu thì sẽ có thể thực hiện được kỹ năng này một cách thành thục ạ? Còn cái phương châm thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn là khẩn trương, quyết liệt và kiên cường. Do đó mà chúng tôi luôn luôn huấn luyện tốt để sử dụng thành thạo các loại trang bị cứu hộ cứu nạn có trong biên chế. Và thông thường một người lính thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn của chúng tôi mang mặc cái thiết bị này trong vòng khoảng 3 phút. Tôi ghen tị với cả những người này quá. Trời ơi, tôi rất là muốn thử cái bộ này á. Cái thiết bị thở này nó có nặng không ạ, thưa đồng chí công? Riêng thiết bị thở IDC 6.8 thì nặng khoảng 8 kg. Bộ quần áo chống cháy nặng khoảng 1,5 kg. À. Tổng cộng là 9,5 kg trên người đấy ạ. À, Trịnh Thảo đang gần đến rồi. Wow, trông rất là cool đấy, Trịnh Thảo ơi. Cái này nữa, cái này là bọc tay. Tóm lại là rất
là kín để đảm bảo hoàn toàn bảo vệ cơ thể của mình. Đội thứ nhất cũng xong rồi. À, Huy cũng xong rồi. Mời đồng chí đây với chúng tôi ạ. Tôi thật sự ấn tượng với hai cô gái vóc dáng nhỏ bé của chúng ta đã trở thành những chiến sĩ cứu hộ cứu nạn rất ưu tú. Và đặc biệt xin chúc mừng bạn Trịnh Thảo, bạn đã rất xuất sắc. Chúng tôi rất vui nếu như bạn trở thành đồng đội của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và ứng cứu sập đổ công trình. Cho hai đội lựa chọn là nghệ thuật và quân sự. Chương trình sẽ đưa ra một từ khóa theo nội dung gói câu hỏi đã chọn. Đội chơi sẽ phải cử ra một người diễn tả bằng hành động và người còn lại phải đoán chính xác từ khóa đó trong vòng 60 giây. Đây sẽ là thử thách đầu tiên trong trận này. Không phải là tính điểm nhưng là để cho Will và Trịnh Thảo phân biệt xem ai sẽ là người được chọn gói câu hỏi. Rất là quan trọng đấy. Và bây giờ thì thử thách đó là mỗi người sẽ được đá 3 quả cầu. Ai đá được vào rổ nhiều hơn sẽ là chiến thắng. Đương nhiên đích là cố định. Tức là chúng tôi sẽ không di động, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng giúp các bạn bằng cách cầm cái rổ này đưa ra các hướng để đỡ được cho các bạn. Hỏi luôn là hai tân binh muốn lựa chọn ai trong hai đội tuyển. Ví dụ như tôi thì Will tôi thích giúp Bảo bạn thôi. Bảo sẽ giúp Will. Will chỉ muốn thích đá vào cái rổ, Bảo cầm. Will đang nghĩ rằng đồng chí Bảo cao to, cho đúng nên khả chị năng vươn đấy và đấy. Đỡ giúp sẽ đúng tốt chị hơn. Ơi, cái đó là đánh giá thấp Linh, Linh sẽ về với Thảo, đội mình sẽ thắng. Rồi, thì chúng tôi thi trước nha. Dạ, rồi. Nhất trí. Ai chẳng. Ôi, sao đơn giản như ăn hoàn thế. Ờ, hay chẳng. Một. À rồi, như vậy là cân bằng tỷ số ạ. Đều. Bây giờ cho các bạn tự hủy đá một quả thôi. Cho Trịnh Thảo đá, nếu vào các bạn thì thắng mà nếu trượt thì các bạn thua. Đấy. Thế là xong gì đâu. Được quả. Ấy dạ. Rồi, thắng rồi. Đấy. Đấy được không? À, hợp lý. Xin chia chị. À, như vậy là chúng ta đã xác định được Trịnh Thảo là người chiến thắng trong cái mini game này. Bây giờ bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi quân sự hay là văn hóa nghệ thuật đây? Cho em hội ý với cả đồng đội em ạ. Đồng chí muốn chọn quân sự hay là văn hóa nghệ thuật ạ? Theo tôi thì chọn quân sự. Dạ. Theo ý kiến của đồng đội em thì em quyết định chọn hai câu quân sự ạ. Hai câu quân sự, hai luôn. Quân sự luôn. Dạ vâng ạ. Được. Xin mời Thảo, bạn sẽ di chuyển ra vị trí bên kia. Bạn sẽ là người diễn tả và đồng đội của bạn sẽ tìm ra đáp án. Ở câu hỏi đầu tiên sẽ là một từ khóa mà bạn chỉ có thể miêu tả bằng hành động, không được nói. Và từ khóa của bạn như sau. 3, 2, 1, 60 giây bắt đầu. 4 từ. Đi. Đúng rồi. Đi. Đi về đâu, về đâu người ơi, về đi trước gì sao? Công bình đi trước về sau, đấy là những cái đặc điểm, những câu nói mà chúng ta luôn luôn ở cửa đấy, miệng. Đấy, cái này phải cảm ơn Hoàng Linh Đức Bảo, suốt đầu chương trình giờ nói cũng từ này chúng rồi. Ta đã gọi là một cách ghim những cái từ đấy vào trong trí nhớ của mọi người, nên là rất khó để có thể trả lời sai. Xin được chúc mừng Trịnh Thảo và đồng chí Thủy. Bây giờ sẽ là một cụm từ mà bạn sẽ được mô tả, nhưng không được dùng những từ ở trong cụm từ đó. Đó, cụm từ thứ hai đó là... 60 giây bắt đầu. Có 3 chữ. Ba chữ. Hai cái từ. Hai cái từ sau á. Gamen. Đúng rồi, đúng hai từ sau rồi. Còn cái từ đầu tiên là dùng để. Cái mà để dùng cái để. Cái gì gamen? Cái dùng để. Cái dùng để. Để là cái cần câu. Không không. Cái sẻng. Không ạ. Gần đúng. Cái cuốc. Không, gần đúng. Vật dụng không thể thiếu của người lính công binh khi xử lý bom mìn có hình dáng như một chiếc que sắt. Thúng dò mìn. Đúng. Thúng dò mìn. Với một lần nữa trả lời chính xác.
Trịnh Thảo và đồng chí Minh Thùy đã ghi được chọn 2 điểm trong gói câu hỏi này. Xin chúc mừng các bạn. Will đứng sang bên kia và cho tôi biết là bạn có cảm thấy bị áp lực hay không? Không, em chơi là em học hỏi, em không màng tới chiến thắng mọi người ơi. Tỏ ra khiêm tốn để thua không bị nhục đó. Thì không sao mà thua thì không bị nhục. Đúng rồi. Và bây giờ là câu hỏi nghệ thuật đầu tiên dành cho đội của Will. 60 giây bắt đầu. 2 từ. Đó là cái gì? Lá. Lá. Lá xanh. Lá xanh. Trời ơi. Chiến sĩ chúng tôi ơi. Một tác phẩm âm nhạc cách mạng của nhạc sĩ Hoàng Việt vô cùng nổi tiếng, nói về tinh thần của lớp lớp tuổi trẻ lên đường cứu nước. Tác dụng của bài hát thì thật là sâu rộng. Nhiều chiến sĩ mới cho biết là chính bài hát thì đã giúp tác động, thúc đẩy tinh thần của họ. Các anh ra đi tổng quân, nhiều gia đình khi nghe bài hát này thì đã động viên con em lên đường nhập ngũ. Bà con địa phương cho biết bài hát Lá Xanh có tác dụng giáo dục giới trẻ với bộ đội, còn mạnh mẽ hơn cả khẩu hiệu, hơn cả những bài báo tuyên truyền. Bài hát này còn được yêu thích nên đã truyền miệng nhanh chóng từ khu 8 tới khu 7 xuống tới khu 9. Và bây giờ thì các bạn sẽ có cơ hội san bằng tỷ số với đội của đồng chí Thảo. Cái này là có được miêu tả bằng lời nói không? Cái này cũng không được miêu tả bằng lời nói. Hả? Em đây, không nói nữa. Đây, không được nói luôn. Thế gì? Thì là vậy đó anh. Trời ơi, cái này không thể được, phải cho em nói đi. Không được. Không được, rất tiếc. Đây là một bài hát nói về một loại nhạc cụ dân tộc. 60 giây bắt đầu. Ba từ, ba từ. Đàn bầu. Will ơi, nói nha, nói thua này. Đàn tì ba. Cây đàn bầu. Tiếng đàn bầu. Đúng rồi, tiếng đàn bầu. Đây là một tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, được sáng tác vào năm 1972 dựa trên lời thơ của Lữ Giang. Nhạc sĩ có tâm sự rằng khi đọc bài thơ thì ông chợt nhớ lại cảnh mưa phùn gần chợ Đồng Xuân thời kỳ thực dân Pháp, rồi nhớ cảnh một sĩ quan tù binh Pháp khóc rưng rưng khi nghe tiếng đàn bầu của văn công bộ đội ta, và cảnh cả nhà hát thành phố Sofia, Bulgari đồng loạt đứng lên vỗ tay dồn dập hoan nghênh tiết mục đàn bầu của nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn trong thời chống Mỹ. Những hình ảnh ấy cùng với bài thơ đã tạo cho ông nguồn cảm hứng nên ông đã viết nên ca khúc tuyệt vời có tên gọi Tiếng Đàn Bầu, đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Xin được chúc mừng cả hai đội chơi, như vậy là các bạn đều đã ghi chọn 2 điểm trong phần thi đầu tiên này. Còn 3 câu hỏi nữa, các sự kiện để các bạn trả lời các câu hỏi sẽ đến với chúng ta qua phóng sự ngay sau đây. Xin chào các bạn, tôi là chiếc thang kỳ diệu đấy. Biết tại sao không? Vì đơn giản, tôi nhỏ mà có võ, làm được rất nhiều việc giúp cho những đồng chí của tôi đỡ vất vả. Chắc hẳn mọi người tò mò xem ai là người chế tạo ra tôi phải không? Xem đây! Đồng chí ấy là cây sáng kiến của đơn vị tôi đấy. Người rất nhiệt tình, năng nổ và rất hay tìm tòi sáng tạo. Đó là điều mà những người lính thợ của Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9 nói về đại úy Lê Đình Hoan, một cây sáng kiến với nhiều sản phẩm được ghi nhận và đưa vào áp dụng thực tế trong nhiều năm qua tại đơn vị. Nói đến lính kỹ thuật thì có nhiều vất vả, có nhiều cái công việc nặng nhọc, có nguy cơ mất an toàn. Điều kiện làm việc trong nhà xưởng thì thường xuyên nóng bức. Xuất phát từ thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, tôi đã đưa ra một số cái giải pháp nhằm khắc phục những cái nhược điểm như trên để góp phần nâng cao cái hiệu quả lao động, tăng năng suất lao động và bảo đảm an toàn, giúp các đồng chí đồng đội của mình đỡ vất vả hơn. Với suy nghĩ đó, trong chưa đầy 5 năm công tác tại đơn vị, đại úy Hoan đã tạo ra nhiều sáng kiến phục vụ trong công tác chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Công binh 25.
trong đó có sản phẩm mang tên gọi giá bảo quản xe máy, khí tài nâng hạng, bình điện lên xuống cano, BMKT, đã vinh dự được giải 3 giải thưởng sáng tạo toàn quân năm 2020. Tại đơn vị, hàng tháng là phải tổ chức nổ máy định kỳ, kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe máy, việc mà nâng hạ bình điện, đưa bình điện lên cano BMKT để nổ máy kiểm tra tình trạng kỹ thuật thì có nhiều vất vả. Trong đó là có cái yếu tố mất an toàn, bởi vì hai người ở trên cano thì không có điểm tựa và dùng dây kéo bình điện lên thì dễ gây mất an toàn. Và khi có sáng kiến thì chỉ cần sử dụng 3 đồng chí và cái việc nâng hạ bình điện lên xuống cano thì rất nhẹ nhàng và bảo đảm an toàn. Với cấu tạo đơn giản, giá thành sản xuất rẻ, sản phẩm đã được đưa vào phục vụ đại trà cho công tác bảo quản xe, máy, khí tài của đơn vị, qua đó giảm được công sức lao động cho bộ đội và tiết kiệm cho ngân sách của nhà nước. Nhưng để có được một sản phẩm như thế này thì là cả một quá trình gian nan. Trong quá trình tạo ra những cái sản phẩm thì cũng gặp không ít khó khăn. Sản phẩm của tôi trong quân đội cũng như là ở bên ngoài là chưa có, do đó là có cái tính mới. Thì khi thực hiện thì sẽ có một số rủi ro, có những lần là tôi cũng phải điều chỉnh nhiều lần, thì bản thân luôn nỗ lực khắc phục những cái khó khăn, nghiên cứu tạo ra những cái sản phẩm ứng dụng vào trong cái việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang bị. Trước khi có sáng kiến thế này thì chúng tôi sử dụng cái sức lao động rất là nhiều, mất rất là nhiều thời gian và cái độ an toàn nó không cao. Từ cái nâng hạ các khí tài nặng lên phải dùng dây hoặc là dùng toàn là sức của anh em, cho nên là nó va đập rồi nó dướng đồ này kia nọ, thứ rất là nhiều. Rất mong là trong cái thời gian tới sẽ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hơn nữa, đảm bảo được cái độ an toàn và đảm bảo thời gian cho anh em trong trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đối với những sản phẩm của tôi thì giống như đứa con tinh thần của mình vậy. Mỗi khi mà hoàn thành được cái sản phẩm cảm thấy rất là vui, bởi vì đã tháo gỡ được những cái khó khăn vất vả cho đồng đội của mình. Và mong muốn trong thời gian tới sẽ tạo ra được những cái sản phẩm mang lại hiệu quả cao trong công việc, góp phần giảm sức lao động cho bộ đội, tiết kiệm thời gian, chi phí cho quân đội. Và đó là câu chuyện về Đại úy Đình Hoan thuộc phòng kỹ thuật Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9 với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã mang lại rất là nhiều những sự tiện lợi, hiệu quả và an toàn cho các đồng đội của mình trong quá trình công tác. Will, bạn xem phóng sự vừa rồi thì bạn ấn tượng điều gì nhất? Will rất thích về cái sự sáng tạo của đồng chí Hoan. Bố của Will làm về kỹ sư cơ khí điện máy, nên là cũng hay sử dụng những cái máy móc đó là hàng cơ khí. Thì biết là cái quá trình mà để làm ra một cái máy như vậy thì cũng rất là vất vả, nhiều thời gian và tiếp xúc với những cái đồ mà điện máy, cơ khí á, nó cũng ảnh hưởng sức khỏe mình rất là nhiều. Thế nên là khi mà cộng thêm sự sáng tạo đó nữa thì là cái thành quả tôi thấy là rất là đáng tự hào. Xin được cảm ơn bạn. Trịnh Thảo thì sao nhỉ? Cảm nhận của bạn về đồng chí Hoàng của chúng tôi cũng như những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đồng chí ấy như thế nào? Em cảm thấy ấn tượng nhất là nét đẹp lao động, khi mà những cái giọt mồ hôi rơi xuống là mình đã cảm thấy là một con người đang lao động hăng say, mình cảm thấy như vậy đã rất là đẹp rồi. Bản thân em thì em thích làm những cái đồ handmade nhỏ nhỏ để trang trí ở trong nhà. Thì mỗi lần mà làm xong được một cái gì đó hoặc là sáng tạo được một cái món gì đó mới là em cũng rất là thích. Em hay chụp hình lại xong rồi em khoe lên trên mạng xã hội, em đã cảm thấy em thích lắm rồi. Cho nên là nếu là anh Hoan để mà chế tạo ra được những cái máy móc mà còn giúp ích cho đất nước nữa thì em nghĩ là thực sự là hạnh phúc vô cùng luôn. Bây giờ sẽ là những câu hỏi dành cho hai đội chơi để xác định xem là tân binh ưu tú của chương trình tuần này là ai. Câu hỏi đầu tiên, ưu điểm của sản phẩm được nói đến trong phóng sự là gì? A. Cấu tạo đơn giản, giá thành sản xuất rẻ. B. Đảm bảo chính xác và yêu cầu bảo mật. C. Bảo vệ môi trường và dễ mua ngoài thị trường. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Với cấu tạo đơn giản,
giá thành sản xuất rẻ. Sản phẩm đã được đưa vào phục vụ đại trà cho công tác bảo quản xe, máy khí tài của đơn vị. Đáp án A là cả đáp án của cả hai đội và đó chính là đáp án chính xác. Lúc này tỷ số đang là 3 đều. Câu thứ 2, Đại úy Đình Hoan đã công tác bao nhiêu năm tại Lữ đoàn Công binh 25, quân khu 9? A. 5 năm, B. 10 năm, C. 15 năm. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Hết thời gian. Một bên chọn A, một bên chọn B. Với suy nghĩ đó, trong chưa đầy 5 năm công tác tại đơn vị, Đại úy Hoan đã tạo ra nhiều sáng kiến phục vụ trong công tác chiến đấu và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Công binh 25. Đồng chí Hoan công tác tại đơn vị tới nay được bao nhiêu năm rồi ạ? Các thủ trưởng là nắm rõ nhất ạ. Đồng chí Công đã cho chúng ta đáp án rồi đấy ạ. Đấy là 5 năm. 5 năm là đáp án chính xác. Thêm một điểm cho đội của Yêu. Bạn đang có tỷ số 4-3. Và bây giờ câu hỏi cuối cùng sẽ có trị giá là 2 điểm. Vâng. Nếu như Trịnh Thảo trả lời được, bạn sẽ chiến thắng. Câu hỏi mang tính chất quyết định. Sáng kiến được nói đến của đồng chí Đại úy Đình Hoan được giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2020 là gì? A. Mô hình bình cứu hỏa huấn luyện. B. Giá bảo quản xe máy khí tài và nâng hạ bình điện lên xuống cano BMKT. C. Bộ máy do mình sử dụng trong huấn luyện. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Trong đó có sản phẩm mang tên gọi giá bảo quản xe máy khí tài nâng hạ bình điện lên xuống cano BMKT đã vinh dự được giải 3 giải thưởng sáng tạo toàn quân năm 2020. Cả hai đội đều đưa ra đáp án B và đó chính là sáng kiến đạt giải tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2020 của Đại úy Đình Hoan. Xin chúc mừng. Như vậy tỷ số chung cuộc của chúng ta là 6-5 nghiêng về phía đội của Will. Xin được chúc mừng bạn. Bạn đã trở thành công binh ưu tú.